quá nhức quá cô. Dạ đúng rồi, bệnh mà bệnh này là đâu có trị được đâu. Bệnh này đâu có trị được, bác sĩ còn xuống với con mà. Không. Chuyển qua cho tài khoản luôn nhé. Rượu này cảm ơn con nha. Chuyện này chứng sao đi xuống ngon lành nha cô. Rồi. Nắm tay con xuống. Rồi. Lấy cái iPhone kia anh kiểm tra cái để cho ảnh an tâm nè em. Vậy. Sướng nhỉ, nhà sướng lắm. Sướng à. Bảo nhà sạch sẽ sướng lắm. Dạ. Không lẽ nhà sạch. Con đi ở ngoài không á. Dạ rồi. Dạ. Nè em, cái cô cũng có gửi tiền để ngâm rượu nữa nè. Dạ, con cảm ơn con. Rồi. Cô cũng có gửi tiền vô để ngâm rượu tiếp cho những chai rượu nghĩa tình về sau nữa nè, bà cô bác ấy. Bây giờ là mấy cô về luôn hả? Vâng. Nhớ uống cái chai nãy cái khúc con gửi á, uống cái chai đó trước rồi cho con biết kết quả trước nha. Dạ. Thì nhật tuần tới này lại nên gặp thầy. Nhớ điện con trước. Thì đông lắm đấy, giờ số mà đây giờ về đây này đem nó cổ giờ. Dạ. Năm chị đấy. Ai đấy? 63 ở dưới chỗ thầy. Dạ. Yeah. Cô về cô lấy cái chai mà con gửi cô đó, cô lấy cô rót luôn cho mỗi người ly uống. Dạ. Cái này là của thầy để thầy rót đi chứ. Dạ, chai đó chai con hồi nãy con có gửi cho cô rồi. Có gửi cho cô rồi á. Gửi cho cô một chai, mỗi người một chai luôn á. Dạ, mỗi người một chai luôn, cô về cô rót cho những bà con chảnh hết luôn. Uống hết cái này rồi, uống cái kia. Chai bự này rồi, có rồi. Hả? Chai rượu chưa uống được. Hả? Chưa uống được đâu, phải uống ngày. Phải tới ngày mới uống được. Cái này đến ngày, tới ngày mới uống. Tới ngày mới uống nha, chứ đừng về uống liền. Thế là thầy cho uống nhiều một chai. Chưa. Đâu có chai kể tới đâu. Chưa, cũng có ngày trên đó đó, chưa tới ngày. Đây này. Hồi nãy con có gửi cô á, có gửi cô cái chai nhỏ để uống. Đây này, như là nó biết mà đây này thầy biết là đây rồi đấy. Dạ, con có ghi ngày ở trên á. Rồi, cô bỏ vô hũ. Bỏ vô bình. Thế cái này chưa uống được à? Ngày. Dạ. Cái này nó uống được rồi. Ngày. Cái này uống ngày mới uống. Uống ngày. Rồi. Dạ. Cảm ơn thầy, cảm ơn cả tư nữa. Bảo phú nữa. Đây ngày. Uống ngày. Cho thầy dạ dạ có gì điện chú chỉ có việc đấy thôi. Dạ chú còn lên đùng đùng một nhát là nay này là không có đâu á nha. Dạ mai thứ hai chứ là chú còn đã mê mạch máu bác đến tê nó tê còn đấy không đứng được gì đó tê mà chưa. Dạ kêu Khánh Nguyễn được rồi, đừng kêu thầy, kêu con. Dạ kêu con kêu thầy nghe nó đi nó xa quá tôi là cô dép bỏ mãi không được phải ngồi không đi đâu chúng nó cứ không bảo, ngồi được đâu suốt ngồi ngày mẹ không nghe kinh nữa nào mẹ cứ đi xem Khánh Nguyễn này. Dạ lên và các chú cứ suốt ngày xem. Dạ bây giờ thì bởi vậy bây giờ cái kênh YouTube con những người bệnh xem con chứ đâu có gì vui đâu mà xem. Cái này vậy thôi, cái đó này để rượu ngâm, rượu ngâm mấy cái này đây là cô thấy lấy ra để cho quan sư bê đó. Dạ ngày cái người đã là cái thuốc của gia đình. Dạ dạ về thôi mấy chị em đi rồi trời ban cho con. Dạ con cảm ơn cô Thịnh, để con lấy cho mất luôn. Dạ không thế trong bây giờ con tự dưng làm sao mà mang về nhà lấy hơi. Tự dưng là cô nhìn thấy từ hôm đấy đến nay hầu như là kiểu cô tự tin tưởng luôn. Dạ. Ừ cô sẽ không có nghĩa là bây giờ là mượn ngày trước là sức khỏe một phần bây giờ 10 phần. Dạ. Tự dưng là uống một đôi cái nó như kiểu là có duyên với lại gia đình rồi như kiểu nào. Về đi cứ mách bảo như trái tim cô mách bảo tính bằng. Dạ. Thế các bà kêu bảo là cô cứ đi đi xong rồi về xem là có cái gì đấy. Mấy em về đi là có đi bằng thôi ở đấy. Là cái cơ duyên. Dạ, có gì nha con. Cái ông trời cứu cô. Bên đời cô bảo là bên cô đi theo đạo Phật. Cô đi tạo được cái kiếm thêm đi. Dạ. Như kiểu dược sư Phật, dược sư. Rồi quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Dạ. Rồi con chúc mừng cô nha, cô giảm vậy là con cũng mừng rồi. Vì này kỳ này về uống là hết hẳn luôn nha cô. Thế cô là cô tin tưởng vào trời Phật mà
gia đình nhà con cô nhìn được bốn anh em, người nào cũng thuốc mẹ bố mẹ cô xem hết, cô theo dõi lúc nào cũng cũng cứ chỉ tụng kinh xong rồi quay ra theo xem đấy. Dạ. Không chán. Không chán. Cái bà đấy chùa về là cứ vào trong nhà bà bán lại bắt mở ra. Suốt ngày xem. Hai chị em ngồi xem. Nhà bà ấy này có một cái người thông gia cũng bị khớp gối này đi tiêm 4 triệu rưỡi mới về xong. Đây này, bây giờ cũng đang ấy là đang để phục cô đi về đấy. Chiều tối hôm qua đi. Bà đi đi nhá, đi xong về có gì đó. Dạ dạ. Cho bà các bà cái yên tâm, tôi cho các bà uống từ cái thuốc kia mà tôi ngâm nó cái rượu nó giảm nham, mà cái rượu từ nó 2 năm nay để lại rồi. Cho nên là nó không có được ý lắm. Tốt hơn hết là bây giờ cứ đặt trước. Dạ dạ dạ. Ok, vậy thôi. Đi kiếm đâu có được cái gì, kiếm cái nọ được tận ngoài Bắc và được nặng vào ngay rồi. Mình chờ chụp nó lâu. Đến đây như này đàm đủ như nhà con làm, xem cái quy trình của mẹ đấy. Của mẹ trên nhà đấy, rửa ráy sạch sẽ rồi cho vào cái nong cái nia sạch sẽ lắm, cái đảm bảo vệ sinh an toàn đủ các thứ cô thấy mắt thần. Như thế này là cô nghĩ là cô sẽ khỏi bệnh. Dạ. Cô cứ chúc kính chúc gia đình nhà con luôn luôn có một sức khỏe, anh em người này, cha mẹ này trong gia đình toàn mọi người có một sức khỏe để làm phước cứu người bệnh nhân như cô đã bị nặng. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều, con cảm ơn các cô luôn. Rồi cô, mấy cô về khỏe luôn nha. Dạ. Dạ. Đây rồi Khánh. Đây tài xế muốn đi nhớ đường rồi. Chiều cô cho em, chiều cô đi rồi. Ừ, cô cảm ơn con nha. Dạ, cô về khỏe cô. Thấy được cần nhà bốn anh em. Người nào cũng vậy, vợ con ấy. Dạ. Phúc có đức mà nhân học. Đấy, dạ dạ dạ. Con được khỏe nha. Dạ. Khỏe nha để cứu chữa bệnh nhân nha. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Mốt xuống đi là giống như mốt xuống đi. Dạ cô về khỏe cô. Cô về. Dạ dạ. Rồi kỳ này là về là mốt xuống là ai cũng vui cười hết, ngon lành. Khỏi là xuống nhiều người xuống một người. Chịu khó ráng uống tự tin lên nha cô. Cô nặng nhất nè. Còn cô Thuận là bây giờ là về là uống là cho dứt điểm thôi. Cái chai đó bây giờ nó kẹo lắm rồi đó. Kẹo mới tốt đấy. Dạ. Dạ, dạ, chào cô. Rồi, chào anh trai luôn. Rồi, thôi bây giờ Khánh cũng xin phép là khép chương trình tại đây luôn. Rồi, bà con lên vui vẻ, nhiệt tình, vậy là mau hết bệnh rồi. Rồi, Khánh cũng sẽ cố gắng hết sức trong khả năng thôi bà cô bác ơi. Rồi, Khánh hẹn bà cô bác ở những đoạn video clip tiếp theo luôn ạ. Dạ, Khánh khép chương trình tại đây luôn. Rồi, nè em ơi. Nè. Rồi, không đấy à. Dạ, Khánh chào bà cô bác luôn. Ông Nguyễn, Khánh Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong là một cái vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Này cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc, và cũng mừng cho hai đứa con luôn, cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Sáng nay thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi, cứ liên hệ số điện thoại của Khánh thì đặt, có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều, và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình